Rồi, hello, xin chào năm sĩ Nam. Nay mình là lên sóng cho Nam là một em giai dép thanh lý một chỗ nha anh em. Con này là mình để lâu đóng bụi nè. Đó, con này để lâu lắm rồi nha anh em. Này. Đó. Màu sáng như là mình chưa nổ máy nha. Bây giờ mình ra mình mang ra mình xả khói. Nè, chưa nổ máy nè. Đó. Bụi đóng một lớp à. Đó, con này là thanh lý Cà Mau nha. Cái biển số mình đang đi ép lại cho anh em. Con là thanh lý Cà Mau, bao anh em lưu thông toàn quốc. Ở đâu mà lập biên bản tịch thu xe là mình có thể hoàn tiền lại cho anh em tất cả số tiền này để bỏ ra anh em mua nha. Anh em yên tâm lưu thông toàn quốc, không sang tên nha anh em. Con này mình đang bán với giá là 158 triệu. Đó, bao anh em lưu thông toàn quốc. 150 mấy triệu là anh em đã có giá đi rồi nha anh em. Còn anh em nào muốn sang tên thì bỏ ra 500 triệu nha. Bây giờ xe hiện tại ra ra 450 tới 500 triệu nha anh em. Đó. Đi qua. Rồi hồi nãy mình đang quay nửa chừng thì khách nó vô tiệm nha. Mình quay lại. Đó, con này là 158 triệu bao anh em lưu thông toàn quốc nha anh em. Đó. Còn anh em nào muốn sang tên thì cứ bỏ ra tầm khoảng 500 triệu nha, 400 mấy 500 triệu là anh em có sang tên nha anh em. Chứ 100 mấy cho chục triệu đừng có hỏi sang tên nha. Nha Z chứ không phải SH hay là Sport nha anh em. Đẳng cấp nó nằm ở hai chỗ khác nhau nha. Đó, con lên cùm Domino. Bây giờ mình sẽ xả khói ra cho anh em xem nha. Để một tháng là đạp một cái một nổ mà. Quay chỗ khác nha. Số điện thoại của mình nha 0977896908. Rồi chào anh em nha.